Xin chào anh em. Mùa 16 các sự thay đổi, có thể là một vài vị tướng yếu đi như là Endo, nhưng đồng dạng lại khiến một vài vị tướng trở nên nổi bật. Và một trong số đó chính là Arum. Vị tướng này có thể tận dụng lợi thế khi mà cái trụ mùa 16 gây sát thương cực kỳ lớn. Máu giấy có thể toang ngay ở phát bắn thứ tư. Hoặc là các vị tướng tanker đều phải ngậm ngùi, không dám hứng chịu cái lượng sát thương đó. Và Arum là kẻ có thể tận dụng cái lượng sát thương đó để nếu mà đi đường đấy ạ, ép kẻ địch không thở nổi. Nếu mà đi trợ thủ, có thể khép góc băng trụ, khiến xạ thủ kẻ địch thoi thóp, sát thủ kẻ địch lao vào phải hối hận. Vậy thì ok, cùng ép tìm hiểu ngay Arum tại mùa 16 thay đổi sao về phù hiệu trang bị ha. Ở góc trái mình của anh em đấy ạ, có cái bảng gửi đến cho anh em. Trời ơi, tiếc vậy. Đúng có một chấm CC thôi anh em ạ. Đúng có một chấm CC luôn. Rất tiếc là bọn mình không đủ cái lượng sát thương để ăn cái con bùa đỏ này nhá. Không phá được là chúng ta về. Chơi Arum, các bạn hãy cố gắng tích trước cái chiêu 1 này 3 điểm từ tế đàn để tiết kiệm cái lượng năng lượng. Lượng máu luôn ở cái mức tối đa, giúp cho anh em khi có độ 4 luôn giành ưu thế và thế chủ động. Tấu đi để khéo góc và cố gắng hồi sớm nhất cho mình chiêu 1 để giúp bạn có khả năng băng xả tối ưu hơn. Ở trong trận đấu này đấy thì S cầm du hiệp cho Arum. Lối chờ S muốn đó chính là cấu để cả bằng đòn tay và áp sát khống chế kẻ địch nhá. Ngoài ra các bạn có thể cầm các phù hiệu, kiểu như là cái phù hiệu mới sửa đổi đấy anh em. Đó chính là phù hiệu vừa lợi, cả lợi và hại đấy. Tức là các bạn có thể lên ngay cấp độ 2 từ sớm. Và bây giờ các bạn chỉ thiệt hại 40% cái lượng kinh nghiệm và vàng thôi. Khá tuyệt vời đúng không nào? Khi chơi Arum, các bạn nên đi cùng một vị tướng có lượng sát thương tốt. Trước đây chúng ta thường hay quen với cặp đôi đó chính là Arum và Erando. Một trong cặp đôi thực sự rất khủng khiếp. Nhưng mà ở mùa 16 này, tin buồn cho anh em mà best charm Erando là Erando bây giờ ít người chơi lắm rồi anh em. Rank cao thủ các kiểu bây giờ cũng gần như là sạch, băng kín kít. Người ta lâu lâu mới chơi, còn phải tùy trận. Nhưng mà đa số họ sẽ lựa chọn đó chính là Thorn đi rừng, hoặc là một vài vị tướng khác, kèm theo một vị tướng xạ thủ lết. Khống chế khép góc kẻ địch nào anh em. Bọn này nó chơi chiến thuật đó chính là xạ thủ Slim đi rừng và hai cánh là đấu sĩ nhanh anh em. Mình cần đứng vần vần ở đây là chắc chắn thằng Zena cũng dám động đậy rồi. Đừng quên rằng trận đấu này đấy ạ, chúng ta có cả Aether và Arum. Ở bên bản Đài Loan đấy, người ta lâu lâu mới cấm Aether thôi khi các bạn chơi một vài vị tướng đặc biệt. Còn không thì người ta không chơi nhá. Đây, tận dụng thế là ui 1.000 điểm kìa. Ghê cho anh em. Cái lượng sát thương thực sự khủng khiếp khi mà các bạn để tận trụ đây 555 ở cái nhát bắn đầu tiên cho một vị tướng gọi là dạng tanker nha Room. Nhưng mà anh em hãy thử tưởng tượng nếu mà nhát bắn đầu tiên kia dành cho xạ thủ thì nó lượng đam kinh khủng ra sao. Các bạn khi chơi Arum và một vài vị tướng trợ thủ khác, các bạn hoàn toàn có thể chơi ba đồ kích hoạt. Ba đồ kích hoạt là gì? Thứ nhất đó chính là cái thuấn này để anh em búp. Búp xong anh em chuyển sang mua cái gì nhỉ, mình không nhớ tên, sorry anh em nhá. Tức là cái đồ trợ thủ thứ năm đó chính là búp giáp và giáp phép trường đội đấy. Và khi đó các bạn dùng, các bạn có thể kích hoạt được nhăm thuấn và các bạn kích hoạt nhăm thuấn lần tiếp theo. Như vậy là các bạn đã có 3 đồ kích hoạt liên tiếp nhau. Đến một mẹo chơi cho anh em nhá, nhưng anh em phải nhanh tay mới dùng được. Hóa luôn anh em. Ví dụ như vậy đây, ép búp cái giáp này, anh em nhanh tay mua chuyển sang cái đồ trợ thủ thứ năm kia. Sau đó khi các bạn kích hoạt đồ trợ thủ thứ năm đấy ạ, thì cái nhăm thuấn của anh em nó sẽ tự động xuất hiện và các bạn chỉ cần bật nhăm thuấn là kích hoạt ngay giáp ảo với cái lượng máu anh em bị mất. Tuyệt vời chứ anh em. Tức là ở mùa 16 này, các lợi thế đang vẫy chào với Arum. Không sợ luôn, chơi luôn anh em. Ôi trời ơi, định làm gì đấy bạn ơi. Nhìn vậy thôi anh em, chứ trâu thực sự luôn.
Và Edwin chắc rằng những boy band champ, đặc biệt là các vị tướng, anh em nào mà thích chơi Arum hay là anh em nào mà đi trợ thủ cho đồng đội của mình đấy, chắc chắn đây là một sự lựa chọn để ngỏ cho anh em nhé. Còn nhiều anh em hỏi là ở bản mới đấy thì xạ thủ nào vẫn là gọi là chùm, tức là không hẳn là chùm đâu anh em, nhưng gọi là được nhiều người ưa thích, thì đó chính là Thon và Caffeine. Sau đấy đến Quýt, còn Endo bây giờ giảm rất là nhiều rồi. Và kể đến không thể thiếu được đó chính là Heate nhá. Rất là nhiều sự chọn cho anh em. Ôi trời ơi, khóa ai đây? Không biết có đủ đam không ta? Có đủ đam kìa. Chúng ta có 3 linh thú nha anh em. Ôi trời ơi, đáng sợ cái thằng Tulen thật đấy. Suýt lên bảng anh em ạ. Cũng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Chơi ở một cái thế trận đấy ạ, mình có rất là nhiều khống chế. Và trong team có tận 2 thằng xạ thủ, thì việc pick 3 vị tướng khả năng bảo kê được là hết sức bình thường nhá. 3 vị tướng bảo kê được ở trong trận đấu này đó chính là mình khống chế một thằng, Aether khống chế một thằng và Omen chói một thằng. Đương nhiên Omen nó phải ưu tiên thằng Slim nha anh em. Omen ở mấy cái lực bậc rank cao đấy ạ, anh em mà không cầm tốc biến mà chiêu cuối tốc biến được đấy ạ thì cực kỳ thiệt thòi. Anh em để ý một mẹo chết khi các bạn băng trụ nhá. Mẹo như này, tức là khi các bạn băng trụ, nếu các bạn đứng trong trụ mà chịu nhà bán thứ hai đấy ạ, sát thương rất là to, thì các bạn khi chịu cái nhà bán thứ hai kia, anh em nhớ rời xa phạm vi của trụ nhá. Nhớ nhá. Đấy, như thế sẽ đảm bảo cho anh em không bị sốc chết. Anh em mình nhớ cho em như vậy là được. Ôi trời ơi, chết toang. Chỉ cần hơi chủ quan một chút thôi anh em, hơi chủ quan một chút thôi là có thể bị kẻ địch đàn áp. Thực ra trận đấu này cho dù là kéo lết đấy, thì team mình không phải lo sợ, tại vì team mình hoàn toàn có đủ điều kiện và chất tướng ok để có thể là ăn hoàn toàn trận đấu này. Chỉ cần là chúng ta không cho Slim được bắn là ok nhá. Tiếp tục ép nào. Chơi Arum, anh em có một cái nhiệm vụ khá đơn giản thôi, đó chính là khống chế. Nhưng nhiều bạn chơi Arum đấy lại cứ thích ôm chân xạ thủ cơ, trong khi việc của bạn không chỉ là ôm chân xạ thủ mà bạn còn phải check bản đồ và khép góc giúp đồng đội. Chúng ta có thể đi roam và khiến kẻ địch lo sợ, không dám ngo ngoe nhá. Wow, phải tiết kiệm. Đây mới là lúc chúng ta vận dụng trục cuối anh em ơi. Cái thằng Tulen đang nhắm mình thôi, sợ thực sự. Ở phiên bản mới này, khi mà các vị tướng lên cái sách truy hồn đấy, họ cũng còn xuyên giáp. Thành ra các vị tướng phép đấy, vừa có lợi mà lại vừa có hại. Lợi của họ là họ có thể lên các trang bị như xuyên tâm lệnh hoặc là băng nhấn, nhưng mà hại chính là không có xuyên giáp nhiều nhá. Khống chế luôn, đứa số chơi gì ạ bạn ơi? Không thể chơi được anh em ạ. Và đó chính là Arum, một vị tướng mà em gửi đến cho anh em. Một con quái vật tận dụng được lợi thế của việc trụ tăng sát thương để các bạn có thể cầm đi đường hoặc là cầm đi trợ thủ địch mà khoảng còn 50% máu đấy ạ. Các bạn tốc biến đâm vào thẳng trụ nó, chơi thẳng mặt luôn, thế nào bọn nó lên bảng đếm số nha anh em. Và các bạn cứ yên chí đi, áp dụng và chơi nhá. Nếu các bạn đi cùng vị tướng xạ thủ hoặc là team bạn cần một vị tướng khống chế và tanker cho cả đội. Đương nhiên Arum rất là sợ cái bọn cấu đỉa nhờ Heate, Ignis các kiểu nhá, và vị tướng xạ thủ cấu đỉa tay dài. Nên nếu bọn nó cứ cần đấy đấy, em chỉ tìm mình những người thôi, không là nguy cơ toang cao đấy. Anh em chat xin 30 giây quảng cáo nhá. Shop hiện tại đang giảm giá 50% các vòng quay siêu cấp. TNGshop.vn. Đùa top nạp. Tháng 9 này anh em mới nhận được như sau: Top 1 nhận 5.000 quân huy và 1 triệu đồng tiền. Top 5 nhận 300 quân huy và 35k. Đặc biệt hệ thống chọn ra ngẫu nhiên 100 bạn may mắn nạp ít nhất là 200k vào shop trong thời gian dây ve nhanh em ơi, nhận 1.000 kim cương và 100k. Yên tâm là gặp sự cố liên hệ ngay nhân viên để họ hỗ trợ và đền bù lại anh em thỏa đáng. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.